Là ai đây? Bạn Tí đấy. Bạn đến nhà quà Happy làm gì vậy nhỉ? Bạn ấy chào cô lễ tân và vào ghế ngồi. À, thì ra là Tí có một chiếc răng lung lay nên bạn ấy đến nhà khoa để nhổ răng đấy. Bạn ấy đang mô tả về chiếc răng của mình cho cô lễ tân. Và bây giờ bạn ấy sẽ được cô mời nước và cùng cô phụ tá lên phòng điều trị nào. Xin chào bác sĩ. Bây giờ bác sĩ sẽ mời bạn Tí lên ghế điều trị và bác sĩ sẽ nhổ răng cho bạn, cùng với giới thiệu về quá trình làm sạch răng cho bạn Tí nhé. Xong rồi, quá trình nhổ răng đã diễn ra nhanh chóng. Hãy cùng nghe Tí chia sẻ cảm nhận nhé. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Xuân Lộc. Hôm nay mình 6 tuổi. Ủa, mình đến nhà khoa để nhổ răng. Nhổ răng không đau. Các bạn hãy đến nhà khoa để nhổ răng nhé.